vụ tai nạn khiến ca nương tú thanh tử vong dựng rào chắn cấm xe vào đường ven biển Sáng mùng 4 tháng 7, lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức dựng rào chắn cứng, cấm toàn phương tiện di chuyển vào tuyến đường ven biển Hải Phòng Thái Bình, đoạn qua địa phận quận Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy. Đại diện ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa yêu cầu các nhà thầu thi công dựng rào chắn cứng, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến đường ven biển Hải Phòng Thái Bình, đoạn qua địa phận quận Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy. Theo đó, các đơn vị thi công dựng rào chắn cứng bằng các khối bê tông tại nút giao đường Phạm Văn Đồng với đường ven biển, cấm phương tiện di chuyển vào công trường dự án. Tại các nút giao giữa tuyến đường ven biển với đường dân sinh, đoạn qua địa phận các phường xã thuộc quận Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy, đơn vị cũng dựng rào chắn cấm phương tiện, đặc biệt đối với ô tô và xe tải. Theo ban quản lý dự án các công trình giao thông Hải Phòng, việc dựng rào chắn nhằm cấm xe tải, ô tô và các phương tiện di chuyển vào công trường, đảm bảo an toàn giao thông, tránh các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Trước đó, sáng mùng 1 tháng 7, công an quận Đồ Sơn nhận tin báo vụ tai nạn xảy ra trên đường ven biển Hải Phòng Thái Bình, đoạn qua địa phận phường Minh Đức, Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận và chạm giữa chiếc Mazda trắng biển kiểm soát 15A 590XX với xe máy điện biển kiểm soát 15A. Nạn nhân Đặng Tú Thanh sinh năm 2009 ở phường Hợp Đức tử vong, còn Đặng Tú Uyên sinh năm 2006, chị gái Tú Thanh được đưa lên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cấp cứu với nhiều vết thương ở vùng cổ và chân tay. Theo ghi nhận của phóng viên, vụ tai nạn xảy ra tại nút giao đường dân sinh, giao cắt với tuyến đường ven biển Hải Phòng Thái Bình. Khu vực này là công trường thi công tuyến đường ven biển, chưa có đèn tín hiệu giao thông, biển hướng dẫn cảnh báo. Từ đường dân sinh ra đường ven biển bị khuất tầm nhìn do được dựng nhiều rào chắn cứng bằng bê tông dọc đường. Khu vực xảy ra sự cố đang được lực lượng chức năng thi công, một chiều đã được thảm nhựa, một làn chưa được thảm nhựa. Tuyến đường ven biển rộng 24m, rất thoáng và chưa hoàn thiện đưa vào sử dụng nhưng rất nhiều ô tô, xe tải di chuyển hàng ngày với tốc độ cao. Dọc đường ven biển có nhiều vị trí còn ngổn ngang vật liệu bê tông, đá và không có rào phản quang, biển cấm phương tiện, công trường hay cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Chuyện chưa kể về ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Thông tin ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam Tú Thanh qua đời ngày mùng tháng 7 khiến khán giả đồng nghiệp tiếc thương. Tú Thanh gặp tai nạn khi cùng chị gái di chuyển ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến Tú Thanh không thể qua khỏi, trong khi chị gái bị thương nặng. Lễ tang Thú Thanh diễn ra lúc 8 giờ 30 tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Lễ truy điệu lúc 15 giờ 30 cùng ngày và rất đông bạn bè khán giả tới tiễn đưa tú Thanh. Lễ hòa táng được cử hành lúc 16 giờ 05. Cùng ca sĩ Quốc Thiên tới tiễn biệt Tú Thanh, giọng ca nhí Chu Tấn Ngọc chia sẻ quen biết Tú Thanh từ năm 2017 khi cùng đi thi chương trình gương mặt thân quen nhí. Khi đó Chu Tuấn Ngọc và Tú Thanh cùng đội do Quốc Thiên làm huấn luyện viên điều đầu tiên khiến chu tuấn ngọc ấn tượng ở tú thanh là tuổi còn nhỏ nhưng có thể hát được những dòng nhạc rất khó như sẩm quan họ hát tiếng anh tú thanh lễ phép và học giỏi ở trên lớp là lớp trưởng em ấy chăm chỉ học hỏi đôi khi bị ốm vẫn cố gắng học thuộc bài sau cuộc thi mình và em ấy không có nhiều cơ hội gặp mặt chúng mình chỉ nói chuyện trong những lần hiếm hoi đi diễn cùng nhau khi gặp lại mình thấy tú thanh đã thay đổi tiến bộ rất nhiều về giọng hát em ấy biết điều chỉnh kỹ thuật tốt hơn trước chu tuấn ngọc nói trong khi đó Quốc Thiên nhận xét Tú Thanh là cô bé tài năng ngoan ngoãn và dễ thương. Diễn viên nhí Apple, tên thật là Lữ Triển Triều, từng tham gia Người hùng tí hon cùng Tú Thanh, ấn tượng bởi tài năng của Tú Thanh, Apple sau đó cũng đam mê tìm hiểu nhiều hơn với nhạc cụ dân tộc và theo đuổi đàn tranh đàn bầu. Apple thừa nhận có chịu ảnh hưởng phần nào từ tài năng của Tú Thanh. Apple kể thời điểm cùng tham gia chương trình, bé và Tú Thanh rất thân thiết thường xuyên giúp đỡ động viên lẫn nhau để vượt qua các vòng. Đặc biệt khi thấy Apu thích một bình nước dễ thương nhiều màu sắc, Tú Thanh đã mua tặng em. Đến giờ Apu và Tú Thanh không có nhiều cơ hội nói chuyện bởi hai bé sống ở những nơi khác nhau, tuy nhiên Apu vẫn giữ gìn và trân trọng bình nước đó. Tú Thanh sinh năm 2009, được theo học thanh nhạc, đàn piano, organ, đàn nhị từ nhỏ, với tài năng nổi bật ở nhiều loại hình nghệ thuật cổ truyền như ca trù, trẻo, sẩm, trầu văn. Cô bé được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất. Cô bé cũng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như Biệt tài tí hon, Người hùng tí hon, Gương mặt thân quen nhí. Ở gương mặt thân quen nhí, Tú Thanh từng hóa thân xuất sắc, thành nghệ nhân Hà Thị Cầu, hiền thục thậm chí chạy ra sân khấu để ôm Tú Thanh sau màn trình diễn quá xuất thần. Diễn biến mới vụ ca nương nhí Tú Thanh tử nạn Sáng ngày 4 tháng 7, tại nút giao ngã tư tuyến đường ven biển đoạn Nghĩa Phương với Hợp Đức, Tú Sơn, Minh Đức, nơi ca nương Tú Thanh tử nạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, Hoàng Vũ Đức cho biết. Tuyến đường này hiện chưa được bàn giao, nhưng người dân địa phương các phường lân cận vẫn thường đi qua đây. Trước vụ tai nạn của ca nương Đặng Tú Thanh, khoảng 2 tuần trước có một trường hợp sinh năm 2001 ở phường Hợp Đức. Khi về qua tuyến đường này, đến địa phận Tú Sơn cũng đã gặp tai nạn và tử vong. Theo lời lãnh đạo phường Minh Đức, đã nhiều lần cử tri địa phương lên tiếng về việc tuyến đường này cần được tăng cường hệ thống đảm bảo an toàn giao thông để người dân qua lại được an toàn. Địa phương đã từng đề xuất các cơ quan chức năng dựng rào chắn, cấm hoàn toàn phương tiện vào công trường để đảm bảo an toàn. Sau khi có phản ánh, hạ tầng điện đường cũng đã được lắp đặt. Tuy nhiên, điện chiếu sáng trên tuyến đường này cũng rất phập phù, lúc có, lúc không. Theo lời một người dân sống gần nút giao Nghĩa Phương Hợp Đức, quận Đồ Sơn, từ khi có tuyến đường ven biển chạy qua, không biết bao vụ tai nạn xảy đến vì những khối bê tông cao hơn 1 mét, dựng sát nút giao, che khuất tầm nhìn phương tiện đi qua con dốc này. Ngoài ra, biển cảnh báo không có, đèn tín hiệu giao thông cũng chưa lắp đặt, dẫn đến nguy cơ tai nạn trên tuyến đường này diễn ra khá cao. Theo lời một nhân chứng trong vụ tai nạn giao thông của ca nương Tú Thanh, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 1 tháng 7, khi đang dọn hàng, bỗng chị giật mình nghe tiếng va chạm mạnh của phương tiện nên vội ngó ra xem. Lúc này chiếc xe máy đang bay văng từ phía ngã tư về cột đèn gần đó. Trên nền đường là hai cô gái nằm sóng xoài, nhân chứng sợ hãi, chỉ kịp hô hoáng mọi người chạy ra xem cứu giúp. Trong đó có hai vợ chồng người hàng xóm ở gần đó đã chạy ra đưa hai em đi cấp cứu. Đến chiều tối, đọc tin báo mới biết nạn nhân tử vong là một em nhỏ có giọng hát hay rất nổi tiếng. Sau khi vụ việc xảy ra, tới hôm qua 3 tháng 7, hệ thống bê tông chắn đặt ngay ngã tư nút giao Nghĩa Phương Hợp Đức đã được đơn vị xây dựng di chuyển đem ra chắn ngang đường ven biển, cảnh báo người dân không đi qua. Theo ghi nhận của phóng viên, trưa ngày 4 tháng 7, tại tuyến đường ven biển rộng 24 m chưa bàn giao chạy qua địa phận các huyện Kiến Thụy, quận Đồ Sơn, hiện đã được rào chắn bằng những khối bê tông cao hơn mét. Trên tấm bê tông có viết dòng chữ mang tính cảm đáo cắm vào. Tuy nhiên, theo thói quen, như phương tiện ô tô thường đi qua đoạn đường này đã phải quay đầu khi gặp biển cảnh báo trên, chỉ có phương tiện xe máy vẫn luồn lách qua mép bê tông để chạy vào bên trong tuyến đường. Tâm nguyện của mẹ ca nương Tú Thanh trước khi đưa con đi hỏa táng Sáng ngày 2 tháng 7, lễ viếng ca nương Tú Thanh diễn ra tại nhà riêng ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Dự kiến 16 giờ cùng ngày, gia đình sẽ đưa linh cửu ca nương Đặng Tú Thanh đi hỏa táng tại Đài Hóa Thân Hoàng Vũ, Ninh Hải. Vì những lý do khách quan mà bố mẹ Tú Thanh ở nước ngoài không kịp về nhìn mặt con lần cuối và lo tăng lễ cho con gái, theo tờ Dân Việt, tâm nguyện của mẹ Tú Thanh là trước khi đưa con gái đi hỏa táng sẽ phát bài sám nguyện, một bài nhạc Phật mà cô bé thu âm năm 2021. Được biết, đám tang của ca nương Tú Thanh không kèn trống, không vòng hoa, chỉ có tiếng niệm Phật và gia đình không nhận tiền phúng điếu. Thông tin thêm về vụ tai nạn của ca nương nhí Đặng Tú Thanh. Trước đó, vào sáng ngày 1 tháng 7, Công an quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng nhận tin báo vụ tai nạn xảy ra trên đường ven biển Hải Phòng-Thái Bình, đoạn qua địa phận phường Minh Đức thuộc quận Đồ Sơn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận vụ va chạm giữa chiếc Mazda trắng bị kiểm soát 15A 59004 với một xe máy loại dưới 50cc. Vụ va chạm mạnh khiến Đặng Tú Thanh tử vong vì đa chấn thương, mất nhiều máu. Chị gái của em là Đặng Tú Uyên, sinh năm 2006, bị thương nặng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu. Đầu ô tô Mazda biển kiểm soát 15A 59004 cũng hư hỏng nặng phía bên ghế lái. Được biết, Đặng Tú Thanh được coi là hiện tượng khi tham gia loạt game show truyền hình như biệt tài tí hon, người hùng tí hon. Gương mặt Trần Quay Nhí, với diễn sướng tự tin nhiều môn nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, sẫm được người hâm mộ cả nước đánh giá cao. Năm 2016, khi mới 7 tuổi, Đặng Tú Thanh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục nghệ sĩ hát dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất. Những năm gần đây, Tú Thành được bố mẹ cho học thêm về cách hát dân ca, hạn chế biểu diễn ở các sự kiện mang tính thương mại, chủ yếu tham gia biểu diễn nghệ thuật ở địa phương, nhất là các chương trình từ thiện. Trước khi bị tai nạn, Đặng Tú Thanh, học sinh lớp 8B10 trường Trung học cơ sở Ngô Quyền Hải Phòng, được đánh giá là một học sinh ngoan, lớp trưởng gương mẫu, trách nhiệm, được thầy cô và các bạn yêu mến. Theo lãnh đạo công an quận Đồ Sơn, nơi xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường thuộc dự án đường bộ ven biển Hải Phòng Thái Bình với chiều rộng 24m, mới làm xong lớp nhựa mặt đường, chưa được lưu thông chính thức. Khu vực này thực tế là công trường đang thi công, chưa có đèn tín hiệu giao thông, biển hướng dẫn, cảnh báo, có nhiều chướng ngại vật, nhất là rào chắn cứng bằng bê tông chưa được sắp đặt theo trật tự. Tuy nhiên, theo một cán bộ thuộc dự án trên, do tuyến đường qua khu vực dân cư đông đúc, có nhiều người dân sinh cắt ngang nên không gian rộng nên đơn vị thi công không kiểm soát hết. Hàng ngày có nhiều người và phương tiện tự phát đi lại trên tuyến đường này trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Minh Đức cho biết, tuyến đường ven biển từng xảy ra nhiều vụ tai nạn và đã có người tử vong, Tú Thanh không phải nạn nhân duy nhất tử vong khi giao thông trên cung đường này. Đặc biệt, từ đường dân sinh ra tuyến đường ven biển bị chênh lệch cao độ, che khuất tầm nhìn rất nguy hiểm, chính vì vậy địa phương đã từng đề xuất các cơ quan chức năng dựng rào chắn, cấm hoàn toàn phương tiện vào công trường để đảm bảo an toàn trở lại với vụ tai nạn, ngày 2 tháng 7, nạn nhân Đặng Tú Thanh được an táng theo phong tục địa phương trong nỗi tiếc thương vô hạn của rất đông người thân, bạn bè, thầy cô và người dân. Bố mẹ Đặng Tú Thanh hiện đang làm việc tại nước ngoài, biết tin các con gái gặp tai nạn nhưng không về kịp. Còn nạn nhân Đặng Tú Uyên hiện được điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, đã hồi tỉnh nhưng chưa được thông báo về cái chết của em gái.